Hello anh em. Anh em nhìn thấy khói nó bay ở trong mấy cái đám gấu của công viên không? Bên trong mình có để một cái máy xịt khói, tạo khói bên trong này nè, khói sân khấu á. Không đúng anh em. Mình bấm cho anh em coi này. Đó, khói lên này. Thấy chưa? Đó, anh em nhìn nè. Nó giống như là cháy á, bên trong mấy gấu bị cháy. Bây giờ mình sẽ coi thử công viên. Đây á, là một trò troll và cũng là giống như là một tình huống thực tế. Sau này công Vi nếu mà nó gặp cái trường hợp như thế này ngoài đời để coi thì nó sẽ xử lý như thế nào. Và nếu mà nó xử lý những cái gì chưa ổn thì mình sẽ góp ý cho nó để lần sau nếu trong cuộc sống có những trường hợp này xảy ra sẽ có cách xử lý. Ok, let's go. A few moments later. Vi ơi. Vi. Vi ơi. Hả? Nó nè, ở đây mày. Chết mẹ rồi. Ui, cái gì mà khó vậy? Em làm cái gì? Chụp điện trong đây xong rồi cái gối gấu này cháy mẹ rồi. Trong phòng em hả? Cháy. Mày lấy cái xịt khói. Cháy xịt đi. Cháy rồi. Em cắm cái điện gì cho chỗ này sao con gấu này, con gấu vào bàn kìa. Dập cầu giáo đi, dập cầu giáo đi. Dập cầu giáo chưa? Chưa. Cầu giáo đâu? Má. Dập cầu giáo sao? Đâu, cái... Để em ở đây. Anh xuống kêu bảo vệ. Ở đây chơi. Ở phòng này em có bình chữa cháy không? Có. Bình chữa cháy, anh đi xuống kêu anh kêu bảo vệ nha. Quên cháy gấu của em rồi. Nặng quá. Rồi ok, để tao xuống kêu bảo vệ có gì nha, có gì đấy nha. Bảo vệ phòng nào, bảo vệ nó ở chỗ nào? Bảo vệ bình thường ở chỗ nào? Ở dưới. Anh nãy đi em chạy xuống coi. Thôi để anh chạy cho em. Anh chạy nó chạy rồi. Chạy xíu. Chạy rồi đâu? Bây giờ anh xin cái thẻ thang máy, đâu để anh. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, em đi xuống chưa? Thôi để anh xuống rồi, thấy thẻ rồi, để xuống, xong chưa? Sao từ nãy giờ chưa xịt đi? Nè, bảo vệ nó là lấy cái này xịt. Lấy cái này xịt đỡ đây, tí nữa bảo vệ nó lên. Nhưng mà cái vị trí chỗ nào, con gấu nào cháy? Xong lấy nó nào. Không biết. Con gấu nào cháy vậy? Cháy lắm, con gấu quyến luôn mày, sao? Mày cắm điện kiểu gì mà chạy đi, chạy đi. Ôm mèo quyến. Cái gì ôm mèo gì? Gấu đây không lo. Hả? Mèo đâu, mèo gì? Trời đất, mèo. Đi xuống coi. Cháy nhà đó. Cháy nhà mà lo, mà không lo mày dập đi mà mày kêu đi kiếm cứu con mèo nữa. Nãy giờ sao không phun? Không có ấy được. Bình này hư à? Sao bấm không được? Chứ mày sắm cái bình chữa cháy làm gì bây giờ bấm không được? Không bấm được. Kiểu gì vậy? Không nè. Thổi đây thử. Đi hả? Từ dưới ngủ đó. Chứ sao bấm không được, cái này cứng vậy? Ôi. Bây giờ cái này làm sao? Cẩn nó đi. Bảo vệ đâu? Bảo vệ nói là cầm cái đó xịt là được thôi. Sao bảo vệ là tự nhiên bây giờ là cho mình cái chai xịt phòng lúc chữa cháy mày. Nào. Bây giờ cần cái gì? Không, nó lao vào đây bây giờ. Không, cái này cần nó đây. Không, cái phòng luôn. Cái gì? Rồi sao bây giờ đóng cửa lại là sao? Anh nó hên làm cho con em nhảy. Tao không biết, tự nhiên tao thấy là lửa nó xịt. Cầu dao đi, ra nhập cầu dao cho em. Cháy ở đâu, em không có thấy cái lửa ở đâu hết á.
đó, trong cái chỗ đám gỗ đó anh thấy nó phừng lên, nhưng mà có cảm giác là đám cháy nó hết rồi đó, khói có bao nhiêu nhẹ rồi. Nhưng mà cháy ở đâu vậy? Trong góc đó, con này là ga nên nó cháy chích phẹ mà giờ nó tối rồi. Cái nèm rồi bây giờ. Cái nèm rồi. Cái là xong hả? Bây giờ dập làm sao ta? Anh đi vô lấy anh ơi. Thường người ta dập bằng cái bụng máy lửa nó cháy trong người anh sao? Thường người ta dập lửa bằng cách nào ta? Sao anh đốt lửa anh nhảy? Tạt nước à? Không được, không tạt nước được. Sao? Không tạt nước được. Tại sao? Tạt nước đi, cháy luôn mày. Tạt nước nè. Tạt nước hả? Ừ. Nó đã có lên lửa đâu mà tạt nước. Tạt cái khói nó bớt khói đi. Tạt làm đéo giờ có chuyện bớt khói mày. Nè Vĩnh. Mày bớt khùng mà không nó có lửa đâu mà ấy. Thêm đi. Ok rồi, tiếp tục. Hết cháy rồi. Anh thấy có vẻ bây giờ chỉ còn khói thôi. Anh tạt vào đó là anh thấy ổn mà. Đem gấu ra ngoài đi. Cẩn thận nha. Bây giờ phải đem từng con gấu ra ngoài. Ừ. Bỏ nó qua, tại bên này coi coi anh, để coi anh tìm cái nguyên nhân coi. Mình phải dập lửa ngay cần gốc mới được chứ. Để coi. Để coi thử. Ôi, má nó. Ủa sao bấm máy này cái tự nhiên nó xịt khói vậy? Nè. Mày tính của em hả? Không, đây. Đâu? Lại đây. Nó nổ bên mặt. Không, ý là đây. Mày được không? Cô ướt hết gấu của tôi luôn. Ướt sao được? Tại nước của tôi ướt à? Đâu, tao tẩu, tôi lấy hết rồi. Gì hả? Mày bảo rồi. Tao đâu có ngu vậy mày? Nó chảy. Nhưng mà tao nói thật với mày, mày rất ngu bây giờ. Mày biết cái bình chữa cháy nó làm cái gì? Ủa, nó cháy. Mày ngu như con lợn. Mày làm thế làm sao mà mày xịt? Đấy nè, mày phải rút cái chốt này ra. Ai vậy? Lần sau rút cái chốt này ra. Bật lên rồi nè, bóp nó mới xịt được chưa? Rồi con lầy mẹ cháy như thế này. Nó sao mãi trong phòng nữa? Cháy như thế này, khói như thế này, mẹ cứ lao vào trong đây mày đòi bóc cái này ra, mày khùng à. Mày không lo mày chạy thoát thân rồi, mày kiếm cái miếng vải dạ vải mày chấm nước xong rồi mày. Trời ơi, Vĩnh luôn, nó đang ở ngoài không kìa. Cái khói này là cái khói như sân khấu, nó không phải là cái khói cháy. Không, lúc đó nhưng bình thường cái khói kia không thể nào mày thở được. Trời ơi, Vĩnh ơi, trời ơi, mà ngu vậy chồng ơi. Nhưng mà tao thấy mày xử lý rất ngu nha bây giờ. Mày cháy mà bình thường mày cứ như thế này là mày chết luôn. Ngu như con lợn. Anh dạy cho mày một bài học nhưng mà mày quá kém, bây giờ đến cái lúc mà chuồng bình chữa cháy mà mày không biết thì mày để trong bình chữa cháy làm nhà làm gì con này. Mày rút cái chốt đó ra thì mới bấm được. Giờ rút ra đúng không? Không có rút được có một lần thôi. Lần sau là như thế, cứ cầm rút cái chốt đó ra. Hiểu không? Rút cái này ra. Đúng, rút hết cỡ ra xong là sẽ bóp được cái này đang chặn này lại nè, hiểu chưa? À. Hiểu không? Còn khói này là bình thường, là khói này khói sân khấu chứ khói bình thường là sẽ không thể nào thở được như thế này. Một, thoát thân, hiểu không? Hai là phải lấy. Em thở đâu được. Hai là phải lấy khăn ướt bịt vào mồm cho nó độc, hiểu chưa? Mà rảnh ha. Tao cho mà bài học lần sau có như thế thì phải xử lý thế, chưa không biết xài bình chữa cháy luôn. Để mày không nông nổi đó. Rốt vai. Trời ơi, nó cháy mày luôn. Mở cửa đi. Rồi đặt máy quay nữa.